Thế nào là đại Bồ Tát thường sống và không xa lìa nơi vắng? Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào siêng năng mong cầu vô thượng, tránh đẳng tránh giác, vượt qua các địa vị thanh văn, độc giác vân vân, đó là đại Bồ Tát thường sống và không xa lìa nơi vắng vẻ. Thế nào là đại Bồ Tát thường ưa thiểu dục? Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào quả Bồ Đề không còn mong cầu cho mình, huống là mong cầu việc thế gian và nhị thừa? Đó là Đại Bồ Tát thường ưa thiểu dục Thế nào là Đại Bồ Tát thường ưa vui biết đủ? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào chỉ vì chứng đắc trí nhất thiết trí Nên đối với việc khác không có chấp trước Đó là Đại Bồ Tát thường ưa vui biết đủ Thế nào là Đại Bồ Tát thường không xa lìa công đức đầu đà này thiện hiện, đại bồ tát nào thường đối với giáo pháp thâm sâu phát lòng nhẫn nại quán sát kỹ? Đó là đại bồ tát thường không xa lìa công đức đầu đà. Thế nào là đại bồ tát đối với các học xứ thường không xả bỏ? Này thiện hiện, đại bồ tát nào đối với các học xứ giữ gìn không rời bỏ? Đó là đại bồ tát đối với học xứ thường không xả bỏ. Thế nào là đại bồ tát đối với các dục lạc xanh lòng rất nhàm chán xa lìa này thiện hiện đại bồ tát nào đối với dục lạc ngon ngọt không phát xanh dục tâm đó là đại bồ tát đối với các dục lạc xanh lòng rất nhàm chán xa lìa thế nào là đại bồ tát thường ưa phát xanh tâm câu hữu với tịch diệt này thiện hiện đại bồ tát nào biết tất cả pháp từng không phát xanh tạo tác đó là đại bồ tát thường ưa phát xanh tâm câu hữu với tịch diệt Thế nào là đại Bồ Tát xả bỏ tất cả vật? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào đối với Pháp trong ngoài đều không lãnh thọ? Đó là đại Bồ Tát xả bỏ tất cả vật. Thế nào là đại Bồ Tát tâm không trầm trạ? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào đối với các thức không sanh tâm trụ vào? Đó là đại Bồ Tát tâm không trầm trạ. Thế nào là đại Bồ Tát đối với tất cả vật thường không luyến tiếc? Này thiện hiện. Đại Bồ Tát nào đối với tất cả việc đều không suy nghĩ? Đó là Đại Bồ Tát đối với tất cả vật thường không biến tiếc. Này thiện hiện các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ tư, đối với mười pháp như vậy nên thọ trì không xả bỏ. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa điền nhà ở? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào ở các cõi Phật, sanh nơi nào cũng thường ưa xuất ra, cạo bỏ dâu tóc thọ trì pháp phục làm sa môn đó là đại bồ tát nên sa lìa nhà ở thế nào là đại bồ tát nên sa lìa bí sô ni này thiện hiện đại bồ tát nào thường nên sa lìa các bí sô ni không ở chung dù trong khoảnh khắc cũng không sanh tâm khác đó là đại bồ tát nên sa lìa bí sô ni Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa nhà bòn sẻn? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào suy nghĩ như vậy? Ta phải thường làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Nay hữu tình này nhờ phước lực của mình cảm hóa được nhà thí chủ hào tâm như vậy. Nên ta ở trong đó không nên bòn sẻn ganh tị, suy nghĩ rồi xa lìa nhà bòn sẻn. Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa nhà bòn sẻn. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chúng hội tranh cãi, giận dữ, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào suy nghĩ như vậy? Nếu ở chúng hội trong đó có thanh văn độc giác, hoặc nói pháp yếu tương ưng với nhị thừa, thì làm cho ta thối lui tâm đại Bồ đề, vì thế quyết định nên ra đỉa chúng hội. Lại suy nghĩ như vậy, những kẻ tranh cãi giận dữ có thể làm cho hữu tình phát sanh lòng sân giận làm hại, tạo tác các nghiệp ác bất thiện, còn trái với đường thiện huống là đại Bồ đề vì thế quyết định nên xa lìa tranh cãi giận dữ đó là đại bồ tát nên xa lìa chúng hội tranh cãi giận dữ thế nào là đại bồ tát nên xa lìa việc khen mình chê người này thiện hiện đại bồ tát nào vì không thấy có các pháp trong ngoài nên xa lìa sự khen mình chê người đó là đại bồ tát nên xa lìa việc khen mình chê người thế nào là đại bồ tát nên xa lìa mười nghiệp đạo bất thiện này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào suy nghĩ như vậy? Mười nghiệp đạo bất thiện như vậy còn có thể chứa ngại con đường thiện trời, người, huống là đối với Thánh Đạo và Đại Bồ Đề mà không làm chứa ngại. Vì thế, đối với điều đó ta quyết định phải xa lìa, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa mười nghiệp đạo bất thiện. Thế nào là đại bồ tát nên xa lìa ngạo mạn tăng thượng? Này thiện hiện, đại bồ tát nào không thấy có pháp nào có thể phát sanh kiêu ngạo này, nên phải xa lìa. Đó là đại bồ tát nên xa lìa ngạo mạn tăng thượng. Thế nào là đại bồ tát nên xa lìa điên đảo? Này thiện hiện, đại bồ tát nào quán các việc điên đảo đều bất khả đắc, vì thế quyết định phải xa lìa điên đảo. Đó là đại bồ tát nên xa lìa điên đảo thế nào là đại bồ tát nên xa đỉa do dự này thiện hiện đại bồ tát nào quán các việc do dự đều bất khả đắc vì thế quyết định phải xa đỉa do dự đó là đại bồ tát nên xa đỉa do dự thế nào là đại bồ tát nên xa đỉa tham sân si này thiện hiện đại bồ tát nào đều không thấy có việc tham sân si nên phải xa đỉa ba pháp như vậy đó là đại bồ tát nên xa đỉa tham sân si này thiện hiện các đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ năm nên thường xa lìa mười pháp như vậy. Thế nào là đại Bồ Tát nên viên mãn sáu ba la mật đa? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào? Viên mãn sáu ba la mật đa vượt qua các địa vị thanh văn độc giác, lại an trụ sáu ba la mật đa này, Phật và nhị thừa có thể vượt qua bờ kia biết năm pháp. Những gì là năm? Một là quá khứ, hai là vị lai, ba là hiện tại, bốn là bất khả thuyết, năm là vô vi. Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn sáu ba la mật đa. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm thanh văn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy? Tâm các thanh văn chẳng chứng đạo vô thượng bồ đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì nhàm chán sanh tử. Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm thanh văn thế nào là đại bồ tát nên xa lìa tâm độc giác này thiện hiện đại bồ tát nào nghĩ như vậy tâm các độc giác chẳng chứng đạo vô thượng bồ đề nên phải xa lìa vì sao vì ưa niết bàn đó là đại bồ tát nên xa lìa tâm độc giác thế nào là đại bồ tát nên xa lìa tâm nóng này này thiện hiện đại bồ tát nào nghĩ như vậy tâm nóng này này chẳng chứng đạo vô thượng bồ đề nên phải xa lìa vì sao vì sợ sanh tử đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tâm nóng này. Sao Đại Bồ Tát nên xa lìa thấy người đến xin tâm sầu lo, không vui? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy? Tâm sầu lo này chẳng chứng đạo vô thượng Bồ Đề nên phải xa lìa. Vì sao? Vì trái với từ bi, đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa thấy người đến xin tâm sầu lo, không vui thế nào là đại bồ tát nên xa lìa tâm yêu sầu hối tiếc khi xả bỏ vật sở hữu này thiện hiện đại bồ tát nào nghĩ như vậy tâm hối tiếc này chẳng chứng đạo vô thượng bồ đề nên phải xa lìa vì sao vì trái với bổn nguyện nghĩa là khi mới phát tâm bồ đề ta nguyện các vật sở hữu của ta bố thí cho người đến xin đầy đủ theo ý muốn của họ như vậy sao hôm nay bố thí rồi lại hối tiếc Đó là Đại Bồ Tát nên xa đỉa tâm ưa sầu hối tiếc Khi xả bỏ vật sở hữu Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa đỉa tâm tìm cách dối gạt khi người đến xin Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy Tâm dối gạt này chẳng chứng đạo vô thượng bồ đề nên phải xa đỉa Vì sao? vì trái với thệ nguyện của mình nghĩa là khi mới phát tâm bồ đề ta thệ nguyện như vậy phàm những vật sở hữu của ta bố thí cho người đến xin đầy đủ theo ý muốn của họ như vậy sao hôm nay dối gạt họ đó là đại bồ tát nên xa lìa tâm tìm cách dối gạt khi người đến xin này thiện hiện các đại bồ tát khi an trụ địa thứ sáu thường phải viên mãn sáu pháp nói trước và phải xa lìa sáu pháp nói sau Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp ngã cho đến chấp người thấy? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào quán ngã cho đến người thấy rốt ráo chẳng có bất khả đắc. Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp ngã cho đến chấp người thấy. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp đoạn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán nghĩa tất cả Pháp rốt ráo không sanh, không đoạn diệt? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp đoạn. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp thường? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh tất cả Pháp đã không sanh? Đó là ý nghĩa vô thường. Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp thường. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa tướng tưởng? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán hoặc như tham vân vân đều vô sở hữu? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa tướng tưởng. Thế nào là đại bồ tát nên xa lìa kiến chấp? Này thiện hiện, đại bồ tát không thấy có tánh các kiến chấp, đó là đại bồ tát nên xa lìa kiến chấp. Thế nào là đại bồ tát nên xa lìa chấp danh sắc? Này thiện hiện, đại bồ tát nào quán tánh danh sắc đều vô sở hữu bất khả đắc, đó là đại bồ tát nên xa lìa chấp danh sắc. Thế nào là đại bồ tát nên xa lìa chấp uẩn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh các quần đều vô sở hữu bất khả đắc, đó là Đại Bồ Tát nên xa đỉa chấp quần. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa đỉa chấp xứ? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh các xứ đều vô sở hữu bất khả đắc, đó là Đại Bồ Tát nên xa đỉa chấp xứ. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp giới? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh các giới đều vô sở hữu bất khả đắc? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp giới. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp đế? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh các đế đều vô sở hữu bất khả đắc? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp đế. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp duyên khởi? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh duyên khởi đều vô sở hữu bất khả đắc. Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp duyên khởi. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp vướng mắc vào ba cõi? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh ba cõi đều vô sở hữu bất khả đắc. Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp vướng mắc vào ba cõi. Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa chấp tất cả Pháp? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh các Pháp đều như hư không bất khả đắc. Đó là Đại Bồ Tát nên sa lìa chấp tất cả Pháp. Thế nào là Đại Bồ Tát nên sa lìa chấp tất cả Pháp như lý bất như lý? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào quán tánh các Pháp đều bất khả đắc, không có như lý bất như lý. Đó là Đại Bồ Tát nên sa lìa chấp tất cả Pháp như lý bất như lý thế nào là đại bồ tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào phật này thiện hiện đại bồ tát nào biết kiến chấp lệ thuộc vào phật không được thấy phật đó là đại bồ tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào phật thế nào là đại bồ tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào pháp này thiện hiện đại bồ tát nào biết pháp tánh chân thật không thể thấy đó là đại bồ tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào pháp Thế nào là Đại Bồ Tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào tăng? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào biết chúng hòa hợp vô tướng vô vi, không thể thấy? Đó là Đại Bồ Tát nên xa lìa kiến chấp lệ thuộc vào tăng thế nào là đại bồ tát nên ra lìa kiến chấp lệ thuộc vào giới này thiện hiện đại bồ tát nào biết tánh tội phước đều chẳng có đó là đại bồ tát nên ra lìa kiến chấp lệ thuộc vào giới thế nào là đại bồ tát nên ra lìa kiến chấp lệ thuộc vào không này thiện hiện đại bồ tát nào quán không của các pháp đều vô sở hữu không thể thấy đó là đại bồ tát nên ra lìa kiến chấp lệ thuộc vào không thế nào là đại bồ tát nên ra lìa chán sợ tánh không này thiện hiện đại bồ tát nào quán tự tánh tất cả pháp đều không chẳng phải không cùng với không trái nhau và hại nhau nên việc chán sợ đều bất khả đắc do pháp không này không nên chán sợ đó là đại bồ tát nên xa đỉa chán sợ tánh không thế nào là đại bồ tát nên viên mãn thông đạt không này thiện hiện đại bồ tát nào biết tự tướng tất cả pháp đều không đó là đại bồ tát nên viên mãn thông đạt không thế nào là đại bồ tát nên viên mãn chứng vô tướng này thiện hiện đại bồ tát nào không tư duy tất cả tướng đó là đại bồ tát nên viên mãn chứng vô tướng thế nào là đại bồ tát nên viên mãn biết vô nguyện này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với các pháp trí ba cõi đều không sanh, đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn biết vô nguyện. Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn ba luân thanh tịnh? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đầy đủ mười thiện nghiệp đạo thanh tịnh, đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn ba luân thanh tịnh. Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn thương xót hữu tình, và đối với hữu tình không có chấp trước, này thiện hiện đại bồ tát nào đã có lòng đại bi và làm nghiêm tịnh cõi tịnh độ đều không chấp trước đó là đại bồ tát nên viên mãn thương xót hữu tình và đối với hữu tình không có chấp trước thế nào là đại bồ tát nên viên mãn thấy tất cả pháp bình đẳng và ở trong đó không có chấp trước này thiện hiện đại bồ tát nào đối với tất cả pháp không tăng không giảm đều không chấp trước đó là đại bồ tát nên viên mãn thấy tất cả pháp bình đẳng và ở trong đó không có chấp trước thế nào là đại bồ tát nên viên mãn thấy tất cả hữu tình bình đẳng và ở trong đó không có chấp trước này thiện hiện đại bồ tát nào đối với các hữu tình không tăng không giảm đều không chấp trước đó là đại bồ tát nên viên mãn thấy tất cả hữu tình bình đẳng và ở trong đó không có chấp trước thế nào là đại bồ tát nên viên mãn thông đạt nghĩa lý chân thật và ở trong đó không có chấp trước này thiện hiện đại bồ tát nào đối với nghĩa lý chân thật của tất cả pháp tuy như thật thông đạt nhưng không có gì thông đạt đều không chấp trước đó là đại bồ tát nên viên mãn thông đạt nghĩa lý chân thật và ở trong đó không có chấp trước Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn trí vô sanh nhẫn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào? Nhẫn tất cả Pháp không sanh, không diệt, không tạo tác, và biết danh sắc rốt giáo không sanh. Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn trí vô sanh nhẫn. Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn thuyết nghĩa lý nhất tướng của tất cả Pháp? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với tất cả Pháp thực hành tướng không hai? Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn thuyết nghĩa lý nhất tướng của tất cả Pháp. Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn diệt trừ phân biệt? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với tất cả Pháp không sanh phân biệt? Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn diệt trừ phân biệt. Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn xa lìa các tưởng? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào xa lìa lớn nhỏ và vô lượng tưởng? Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn xa lìa các tưởng thế nào là đại bồ tát nên viên mãn xa lìa các kiến này thiện hiện đại bồ tát nào xa lìa kiến chấp vào địa vị thanh văn độc giác đó là đại bồ tát nên viên mãn xa lìa các kiến thế nào là đại bồ tát nên viên mãn xa lìa phiền não này thiện hiện đại bồ tát nào xả bỏ tất cả pháp khí phiền não hữu lậu trói buộc đó là đại bồ tát nên viên mãn xa lìa phiền não thế nào là đại bồ tát nên viên mãn địa chỉ quán này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào tu trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng? Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn địa chỉ quán Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn điều phục tâm tánh? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào không chấp trước ba cõi? Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn điều phục tâm tánh Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn tâm tánh tịch tịnh? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào kéo thu nhiếp sáu căn? đó là đại bồ tát nên viên mãn tâm tánh tịch tịnh thế nào là đại bồ tát nên viên mãn tánh trí vô ngại này thiện hiện đại bồ tát nào tu đắc phật nhãn đó là đại bồ tát nên viên mãn tánh trí vô ngại thế nào là đại bồ tát nên viên mãn không có ái nhiễm này thiện hiện đại bồ tát nào xả bỏ sáu xứ đó là đại bồ tát nên viên mãn không có ái nhiễm thế nào là đại bồ tát nên viên mãn tùy theo ý muốn đến các cõi phật ở trong chúng hội phật tự hiện thân mình này thiện hiện đại bồ tát nào Tu các thần thông thủ thắng đến các cõi Phật phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, thỉnh truyền Pháp Luân, độ các loại hữu tình. Đó là Đại Bồ Tát nên viên mãn tùy theo ý muốn đến các cõi Phật ở trong chúng hội Phật tự hiện thân mình. Này thiện hiện các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ bảy thường phải xa lìa 20 Pháp trước và phải viên mãn 20 Pháp sau thế nào là đại bồ tát nên viên mãn hiểu rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình này thiện hiện đại bồ tát nào dùng trí nhất tâm như thật biết khắp tất cả tâm và tâm sở của hữu tình đó là đại bồ tát nên viên mãn hiểu rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình thế nào là đại bồ tát nên viên mãn an trụ các thần thông này thiện hiện đại bồ tát nào an trụ tự tại các loại thần thông vì muốn thân cận cúng dường phật nên từ cõi phật này đến cõi phật kia mà có thể không sanh tưởng an trụ cõi phật này thiện hiện đó là đại bồ tát nên viên mãn an trụ các thần thông thế nào là đại bồ tát nên viên mãn thấy các cõi phật như sở kiến của mình mà tự làm nghiêm tịnh các cõi phật này thiện hiện đại bồ tát nào an trụ một cõi phật có thể thấy vô biên cõi phật trong mười phương cũng có thể thị hiện mà không khi nào sanh tường các cõi phật và giáo hóa các hữu tình hiện ở khắp ba ngàn đại thiên thế giới làm chuyển luân vương và tự tra nghiêm cũng có thể xả bỏ mà không chấp trước đó là đại bồ tát nên viên mãn thấy các cõi phật phật như sở kiến của mình mà tự làm nghiêm tịnh các cõi phật thế nào là đại bồ tát nên viên mãn cúng dường phụng sự chư phật thế tôn đối với thân như lai như thật quán sát này thiện hiện đại bồ tát nào vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình đối với nghĩa lý giáo pháp như thật phân biệt như vậy gọi là đem pháp cúng dường phụng sự chư phật lại quán sát kỹ pháp thân chư phật đó là đại bồ tát nên viên mãn cúng dường phụng sự chư phật thế tôn đối với thân như lai như thật quán sát này thiện hiện các đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ 8, đối với bốn pháp này nên siêng năng để viên mãn. Thế nào là đại Bồ Tát nên viên mãn trí căn thắng liệt? Này thiện hiện đại Bồ Tát nào an trụ mười lực của Phật như thật biết rõ các căn thắng liệt của tất cả hữu tình, đó là đại Bồ Tát nên viên mãn trí căn thắng liệt thế nào là đại bồ tát nên viên mãn làm nghiêm tịnh cõi Phật. Này thiện hiện đại bồ tát đem vô sở đắc làm phương tiện, làm nghiêm tịnh tâm hạnh của tất cả hữu tình, đó là đại bồ tát nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật. Thế nào là đại bồ tát nên viên mãn thường nhập các định đẳng trì như huyễn. Này thiện hiện đại bồ tát nào an trụ đẳng trì này, tuy có thể thành tựu tất cả sự nghiệp, nhưng tâm đối với pháp đều không lay chuyển, lại tu tập đẳng trì rất thành thục, nên không hành động lại có thể thường hiện tiền. Đó là đại Bồ Tát nên viên mãn thường nhập các định đẳng trì như huyễn thế nào là đại bồ tát nên viên mãn tùy theo các hữu tình thiện căn đã thành thục mà vào các cõi tự hiện thân giáo hóa. Này thiện hiện đại bồ tát nào vì muốn giáo hóa các loại hữu tình nhờ thiện căn thủ thắng mà tùy nghiệp hữu tình vào các cõi tự hiện thọ sanh, đó là đại bồ tát nên viên mãn tùy theo các hữu tình thiện căn đã thành thục mà vào các cõi tự hiện thân. Này thiện hiện các đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ 9, đối với bốn pháp này nên siêng năng để viên mãn. Thế nào là Đại Bồ Tát nên viên mãn nhiếp thọ vô biên xứ sở đại nguyện, tùy theo sở nguyện đều làm cho chứng đắc? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đã tu đầy đủ sáu ba la mật đa, được rất viên mãn hoặc làm nghiêm tịnh các cõi Phật, hoặc giáo hóa các loại hữu tình, tùy theo sở nguyện đều có thể chứng đắc? đó là đại bồ tát nên viên mãn niết thọ vô biên xứ sở đại nguyện tùy theo sở nguyện đều làm cho chứng đắc thế nào là đại bồ tát nên viên mãn trí tùy theo âm thanh của các loài khác nhau trời rồng dược xoa vân vân này thiện hiện đại bồ tát nào tu tập từ vô ngại giải thù thắng có thể hiểu biết rõ ngôn ngữ âm thanh khác nhau của trời rồng dược xoa kiền đạt phược a à tố lạc yết lộ trà khẩn nại lạc mạc hô lạc già người chẳng phải người vân vân đó là đại bồ tát nên viên mãn trí tùy theo âm thanh của các loài khác nhau trời rồng dược xoa vân vân thế nào là đại bồ tát nên viên mãn vô ngại biện thuyết này thiện hiện đại bồ tát nào tu tập biện vô ngại thù thắng có thể giảng thuyết vô tận cho các hữu tình đó là đại bồ tát nên viên mãn vô ngại biện thuyết thế nào là đại bồ tát nên viên mãn nhập thai đầy đủ này thiện hiện đại bồ tát nào tuy tất cả nơi xanh thật ra thường là hóa xanh nhưng vì làm lợi ích cho hữu tình nên hiện vào trong thai tạng đầy đủ vô biên các việc thù thắng đó là đại bồ tát nên viên mãn nhập thai đầy đủ thế nào là đại bồ tát nên đầy đủ sanh ra viên mãn này thiện hiện đại bồ tát nào khi ra khỏi bào thai thị hiện các việc hy hữu thù thắng làm cho các hữu tình trông thấy đều vui vẻ được lợi ích an lạc lớn đó là đại bồ tát nên đầy đủ sanh ra viên mãn thế nào là đại bồ tát nên đầy đủ gia tộc viên mãn này thiện hiện đại bồ tát nào hoặc sanh trong gia tộc lớn dòng sát đế lợi hoặc sanh trong gia tộc lớn dòng bà la môn cha mẹ chân tịnh đó là Đại Bồ Tát nên đầy đủ gia tộc viên mãn. Thế nào là Đại Bồ Tát nên đầy đủ chủng tánh viên mãn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào ở đời quá khứ, thường sanh trong dòng họ các Đại Bồ Tát, đó là Đại Bồ Tát nên đầy đủ chủng tánh viên mãn. Thế nào là Đại Bồ Tát nên đầy đủ quyến thuộc viên mãn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thường đem vô lượng vô số chúng Đại Bồ Tát để làm quyến thuộc đó là đại bồ tát nên đầy đủ quyến thuộc viên mãn, thế nào là đại bồ tát nên đầy đủ sanh thân viên mãn? Này thiện hiện, đại bồ tát nào khi mới sanh ra thân mình đầy đủ tất cả tướng hảo, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên thế giới chư Phật, cũng làm cho các thế giới ấy biến động sáu cách, hữu tình gặp được đều có lợi ích, đó là đại bồ tát nên đầy đủ sanh thân viên mãn. Thế nào là đại bồ tát nên đầy đủ xuất gia viên mãn? này thiện hiện đại bồ tát nào khi xuất gia vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na giữ đa chúng vây quanh tôn trọng khen ngợi đi đến đạo tràng cắt bỏ dâu tóc mặc ba pháp y thọ trì ứng khí hướng dẫn vô lượng vô biên hữu tình làm cho họ nương vào ba thừa để hướng đến viên tịch đó là đại bồ tát nên đầy đủ xuất gia viên mãn Thế nào là Đại Bồ Tát nên đầy đủ trang nghiêm cội Bồ Đề viên mãn? Này thiện hiện, đại bồ tát nào với thiện can thủ thắng nguyện lực rộng lớn nên cảm ứng được cội nguồn bồ đề lớn như vậy Cọng làm bằng ngọc vẽ lưu ly li, gốc bằng vàng rồng, nhánh lá hoa quả đều làm bằng bảy báu tốt đẹp cây ấy cao rộng lớn trúng khắp ba ngàn đại thiên cõi phật ánh sáng chiếu soi khắp hằng hà xa số thế giới chư phật trong mười phương đó là đại bồ tát nên đầy đủ trang nghiêm cội bồ đề viên mãn Thế nào là Đại Bồ Tát nên đầy đủ tất cả công đức thành tựu viên mãn? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đầy đủ phước tuệ tư lương thủ thắng, giáo hóa hữu tình, làm nghiêm tịnh cõi Phật? Đó là Đại Bồ Tát nên đầy đủ tất cả công đức thành tựu viên mãn. Này thiện hiện các Đại Bồ Tát khi an trụ địa thứ 10 nên siêng năng để viên mãn 12 pháp này. Thế nào là Đại Bồ Tát an trụ địa thứ 10 nên nói không khác với chư như lai like. này thiện hiện Đại Bồ Tát này đã viên mãn sáu pháp ba la mật đa cho đến đã viên mãn 18 pháp Phật bất cộng, đầy đủ trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng, hoặc lại đoạn hẳn tất cả tập khí tương tục của phiền não, rồi an trụ Phật địa, do đó nên nói, Đại Bồ Tát nào đã an trụ địa thứ 10 nên nói không khác với chư Như Lai. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ địa thứ 10 hướng đến địa Như Lai? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát này với phương tiện thiện xảo thực hành sáu ba la mật đa, bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, vượt qua tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa và Bồ Tát địa. Lại có thể đoạn hẳn tất cả tập khí phiền não tương tục, thành tựu như lai ứng tránh đẳng giác, an trụ như lai địa. Này thiện hiện như vậy, Đại Bồ Tát an trụ địa thứ 10 hướng đến như lai địa. Này thiện hiện bằng cách này nên biết Đại Bồ Tát phát tâm hướng đến Đại Thừa.